là lúc đó em đang học lớp 10. Ừ. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh để thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên, ái tình đầu tiếng tiên ái tình từ đó. dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới lớp 10 thôi mà dễ dạ. sợ. Cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt, khổ thao quá, mà xinh xắn quá. Đi đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà ôi nó trời ơi chị sa mạc kìa chị. Chị thấy có mà rất chân thành. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện của cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào họ. Hai bạn này có một gương mặt rất giống nhau chị ha. Mặt phu thế nè. Không, nhưng mà vậy chị cảm nhận ở cái cặp đôi này có một điều gì nè. Vợ em nhõng nhẽo lắm phải không? Em thấy hay... chiều vợ em dữ lắm phải không? Dạ, hay quá. Đúng không? Hay quá. Quá hay luôn. Sau đây tôi đi làm thầy bói nè. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phan Quang Thắng. Năm nay em 31 tuổi, hiện là em là giáo viên toán. Thắng là giáo viên. Dạ. Cho thầy. Em tên là Lê Nguyễn Trúc Vi, hiện tại em 25 tuổi, em đang là kế toán. Em làm việc chung trường với ông xã em. Hai người đều làm một công việc là có chữ toán ở trong đó. Mà chung một ngôi trường. Dạ, chung trường. Thế thì hai bạn chung trường chắc có lẽ là tình yêu cũng nảy nở phát sinh từ cái trường đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải tại trường em công tác, mà tại lúc đó khi mà em gặp ông xã em á, là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh để thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên, ái tình đầu tiên từ tình đó. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới thì... lớp 10 thôi mà dễ dạ. sợ. Lúc đó em nhìn chồng em như là Trung Minh Quốc Thái á, đẹp lắm. Còn bây giờ là không bằng đâu. Bây giờ đẹp giống ai? Dạ, giống bây giờ Thuận. Giống Minh Béo. Ủa gì kỳ vậy? Nói quá nè. Từ Quốc Thái mình xuống Quốc Thuận còn đỡ nghe. Quốc Thái mình xuống Minh Béo. Lúc đó chắc có lẽ là em đâu có ấn tượng gì về cô học sinh này đâu. Không có ấn tượng gì, bất cứ một ấn tượng nào. Lúc đó vô mình vừa thực tập giảng dạy, đồng thời vừa thực tập chủ nhiệm á, thì ban đầu vô thì thấy vợ em là trong lớp á là nhìn thấy đen lắm. Đen. Và thứ hai nữa là lùn. Nhưng mà đừng cái là nhanh nhạy thôi. Và em cũng biết á là học trò nó có cái tình cảm với mình, cứ mỗi lần đi đâu á là bắt đầu là phải thầy chở à, chứ cũng không chịu ngồi sau xe. Tức là lúc đó em ở trong cái tư thế gọi là bị học trò tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thầy mỗi lần vậy lại nói với ông thầy sao? Em nói thầy chở em đi chứ em không đi với mấy bạn đâu. Mà thầy cũng đồng ý luôn. Dạ thì em leo lên thì không lẽ thầy đuổi em xuống thôi, nhưng mà mình biết là thầy cũng thích mình, tại thầy cũng để ý tới mình. Rồi 2 năm sau là coi như không liên lạc, cũng quên thầy luôn, cũng không nhớ luôn. Đến khi mà đúng em... trong em chỉ còn động lại Trung Minh Quốc Thái thôi. Dạ. Tại vì xem phim văn nghệ tôi biết, tôi từng bị rồi. Rồi sao? Rồi sau 2 năm là em thi, đến khi em học lớp 12 là em thi tốt nghiệp và thi đại học. Thì lúc đó là bạn em có tặng cho em cái điện thoại. Học đó là năm 2008 là điện thoại là mới bắt đầu lại là sốt á. Em biết giờ gọi cho ai cái em nhớ số thầy, nhưng mà số thầy của em đẹp lắm. Cứ bấm nhưng mà em không gọi, em nhá. Nhá xong cái em tắt. Em tắt xong cái em không, em nghĩ là thầy sẽ không gọi lại đâu, nhưng mà chút xíu nữa sau cái thầy gọi lại. Thầy hỏi ai vậy? Cái em nói dạ thầy em là Vi, học lớp 10 trên năm hồi đó trường Nguyễn Chiểu, thầy chủ nhiệm em á, thầy có nhớ không? Nói là thầy nhớ rồi. Cái cảm giác của ông thầy mà nhận được cái cuộc gọi của cô học trò từ hồi xưa thì lúc đó như thế. Thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà em cũng nhớ lại hồi trước á, cái cô học trò này thích mình nè. Đó, chỉ nhớ vậy thôi. Rồi sau đó thì cũng em cũng là gọi điện qua lại hỏi thăm này chứ. Thì cái đêm trước hôm thi tốt nghiệp á, gần em đi ngủ em lại thấy tin nhắn, em mở ra coi. Anh thích em, ngày mai thi tốt nhé. Ở tình yêu điện thoại dạ. Thì lúc đó đó thì em thấy là cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt, khổ thao quá, xinh xắn quá. Khoảnh này lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa, mình cũng biết chắc là cô bé này nó thích mình nữa. Nên thôi vậy là mình chắc ăn rồi, nhắn tin tỏ tình luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ 3 năm sau thì tụi em 3 cưới. Năm sau. Rồi trong 3 năm đó giữa thầy và trò là có cái gì nó đi vượt quá không? Dạ không ạ, thì tại vì em là giáo viên á thì mình phải giữ cái hình tượng người thầy, mình làm cái chuyện gì mà không có hay á mà học trò mình nó biết á, mình sẽ nói học trò nó không phải nghe nữa. Cho nên là tụi em yêu nhau thì cũng bình thường, là trong dẫn đi ăn đó. Trong sáng rồi thôi, giữ gìn cho tới ngày cưới luôn hả? Dạ. Ôi siêu phàm thiệt.
Và ông thầy này đúng chuẩn mực là một ông thầy. Chuẩn rồi, thầy mà. Thầy là phải chuẩn đó. Thì chắc chắn cái đêm tân hôn đó nó tuyệt vời lắm đúng không? Thì ông thầy cũng phải làm ông thầy luôn. Chắc chắn phải làm ông thầy chỉ cho cô này luôn. Đúng không? Nói thực từ đêm tân hôn thì vợ chồng em tới ngày thứ ba mới được tân hôn á. Chắc là đếm tiền quá. Dạ đúng rồi, bữa đầu tiên là đếm tiền. Thì đưa đám cưới xong rồi khách cửa ra về rồi bắt đầu ôm cái thùng tiền về nhà đếm. Thì nghĩ là chắc là tiền cũng ít lắm, không có nhiều rồi nhiều đâu, bắt đầu ngồi đếm. Rồi cuối cùng ngồi hai vợ chồng đếm hoài hơn tiếng đồng hồ, hai gần hai tiếng đồng hồ chưa xong, phải kêu cha mẹ rồi anh em thì vô phụ đếm nữa thì nó mới xong được. Và đếm xong rồi tới 2 giờ sáng tiêu. Mệt quá phải đúng không? Mệt quá rồi, ngủ luôn. Qua một đêm, đêm thứ nhì. Dạ, đêm thứ nhì thì tối thì ảnh nằm chờ sẵn rồi, nhưng mà mình mới làm dâu thì cũng phải dọn dẹp. Sau đó thì mệt quá. Là mất 2 đêm. Dạ. Em lên em ngồi nằm chờ thảnh rồi, vô cũng hí hửng lắm. Rồi xong vô tự nhiên vừa quay qua ngủ mất tiêu. Khèo 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 thấy gạch tay cả rồi xong ngủ luôn. Ngủ luôn. Trời ơi, tao dạ. nói chuyện cái cảm xúc nó chuyển từ hí hửng qua hụt hẫng. Rồi đêm thứ ba. Dạ đêm thứ ba thì tân hôn buổi trưa. Phải là trưa tân hôn. À. Dạ ta, lúc đó là ăn cơm trưa xong thì hai vợ chồng mới vô phòng nghỉ. Nghỉ rồi lúc đó thì nói chuyện qua lại, khiều qua kẹo quẹt lại rồi xong rồi mới bắt đầu là có trưa tân hôn. Vui mà trưa cũng dạ, vui lắm. Vui hả? Dạ. Tức là vui tại ông thầy. Anh cũng đúng vai trò là một ông thầy luôn. Ông thầy không giảng bài mà được cái là cô học trò cũng 3 ngày mới tiếp thu được. Dạ. Chậm hiểu. Vất vả lắm chị. Vô là vợ em là cười hoài à. Không biết làm sao hết á. Mà nói thay em cười, nói em nhìn anh mất cười quá em cười. Rồi đùng vô cười nữa là bị nhột cái đó. Như vậy đâu có trơn tru đâu ta. Rồi cuối cùng anh có biết em làm sao? Em lấy cái gối á che mặt vợ em lại á. Trời đất ơi. Rồi lúc đó em mới xong, mới thành công được á. Trời em phải dựng cái gối cho em mở cái gối để em cười nữa. Anh không thể nào tưởng tượng được rằng là một cái buổi trưa tân hôn đầu tiên mà hai cái mặt không thể nào nhìn nhau được. Mà hai cái mặt nhìn cái gối là một cái hì hụt nè. Trời ơi. Nhưng mà chị hỏi nè, như vậy á thì là trong cái cuộc sống vợ chồng á, là cho đến thời điểm này là thầy vẫn giữ vai trò của người thầy hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, giảng dạy em giống như học trò đó. Mà thầy dạy hết luôn. Dạ, ảnh dạy em là em phải cư xử với mọi người như thế nào. Em vậy làm vậy không ăn, phải. Cách dạ, ở, cách rồi. Làm. Dạ. Cơm nước phải nấu như thế nào. Mệt không em? Mệt không? Dạ cũng mệt ạ. Đúng là học trò, có nghĩa là ngây thơ lắm. Giống như cái gì cũng chưa biết á, phải chờ đó, thầy chỉ. Đó. Em cho ví dụ là đang ăn bánh mì chấm sữa, tự nhiên hỏi câu nói, ủa anh? Sữa này làm từ con bò hả? Em cũng biết đừng trả lời sao. Vậy là uống sữa của gái Hà Lan, cái ủa anh, sữa này của cô gái Hà Lan hả? Dạ em cũng có hỏi luôn. Dạ. Ở ngoài ra còn có những câu hỏi nào khó đỡ không? Dạ nhiều lắm á. Người ta đang nuôi vịt á, tự nhiên la lên, ôi anh, cò kìa. Trời ơi em muốn đồn thổ luôn á. Trời ơi cò đâu, cò, con vịt của người ta mà cò. Là đi qua nhìn thấy con bò á, nói anh ơi con trâu. Nói trời ơi trâu đâu, trâu bò. Ủa sao kỳ vậy? Dạ tại từ hồi nhỏ đến giờ đó em chỉ ở trong nhà rồi em đi học rồi em về nhà thôi, em không có tiếp xúc với cảnh ruộng lúa đồng ruộng gì hết trơn. Nói chung là em không có. Không, nhưng mà bạn này là có trường hợp chị chứng kiến. Tức là chưa tiếp xúc, chưa cảm nhận được. Giống như đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà ôi nó, trời ơi chị sa mạc vậy chị. Chị thấy có mà rất chân thành. Thiệt, cái đó là có luôn. Nói chung là từ những cái nhận định của chị Hồng Vân nói về sự chân thành. Dạ. Thì bây giờ anh mới hiểu tại sao em gọi chồng em là Minh Béo. Rồi á, máy bay lên trời nó có bắp kèn không? Hỏi đó. Thiệt. Thôi, anh nghĩ rằng là trong cuộc sống cô học trò này chắc chắn là sẽ còn hỏi em nhiều. Hỏi nhiều, câu. Hỏi nhiều nữa. Cũng nói chị luôn là vợ em tin người lắm. Cứ nói ra sao nghe vậy à. Ví dụ như cái chuyện mà em hồi trước đang ở chung với ba mẹ thì mẹ mới kể nó vui thôi, nói là thằng Thắng ra ngoài nó đi tập thể dục thì nó đâu có đi đâu, nó làm biếng mà nó kiếm chỗ nó ngủ. Rồi sau đó con chó nó đá lên chân nó biết đường, nó tỉnh dậy nữa nó chạy nó đi về. Rồi cuối cùng vô trường kể cho mấy thầy cô trong trường nó y chang vậy luôn á. Nghĩa là tin đó là thật luôn. Dạ, tưởng tin đó là thật luôn. Chồng em nói là thật, tại vì chồng em cũng làm biếng tập thể dục rồi ra ngoài dựa cục điện ngủ rồi xong rồi chó đá lên chân rồi dậy. Em mẹ chồng em hiện tại cũng đang ngồi ở dưới. Ồ vậy dạ, đang ở em tưởng là thật em mới kể cho những thầy cô trong trường nghe. Nhưng mà chị hỏi nè, rồi ngủ là có phải ru không? Dạ
là phải ầu ơ với dầu là mới ngủ được, mà ngủ là phải có em kế bên, còn không có là không ngủ được. Vậy đó hả? Dạ. Dạ phải có nằm bên cạnh em mới ngủ mà. Còn mấy lần không đi công tác chứ thức đi công tác xa là thức dạ, sáng hả? Từ hồi cưới giờ là chưa có đi đâu qua đêm hết. Đi rồi em khóc, khóc chịu không được, không trời đi đâu. Chết rồi. Bây giờ em chưa nôn có con là đúng rồi. Y chang em nuôi con còn gì đó, nữa. Nuôi này nuôi một đứa con là anh nghĩ đó là những cái đức tính đáng yêu của vợ em á chứ. Ông thầy này rất là chiều học sinh. Đúng rồi. À, còn em, ông thầy này nè, ông có tật xấu gì không? Dạ thì chồng em thì hay nóng tánh. Ví dụ nếu như mà đã chiều vợ được á thì chiều luôn 100% đi, chứ đến khi mà chiều không được giữa chừng bắt đầu la lên, thầy nói em có biết hiểu không, hỏi vậy đó. Lúc con lên cơn đó là cái thầy chứ. Dạ, thầy nói em có hiểu không. Dạ cũng nhiều khi em ở trên trường á rồi em dạy học trò nó nghe bực quá, rồi về nhà nói vợ không nghe rồi bực quá thì nói giống như là học trò trên trường vậy đó. Tụi em á thì chị nghĩ rằng á chồng em á là đủ tất cả những cái phẩm chất của một cái người chồng, một người cha sắp tới và một người trụ cột của gia đình rồi. Yeah. Đó, cho nên rằng chỉ là em xem xét xem là cái việc nóng tính mà vợ em mong muốn em thay đổi, em coi có điều tiết được hay không. Bởi vì vai trò của em bây giờ vẫn là người thầy, vẫn là người trụ cột của gia đình mà vợ em vẫn hoàn toàn nương tựa cho em. Cho nên là chị nghĩ rằng em đủ bản lĩnh em điều tiết được cái cuộc sống của gia đình em rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Yeah, và chắc chắn là anh hy vọng hai vợ chồng về sẽ có một đứa con. Con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Đấy là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà ăn uống dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Chú Kiếm cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong. Vậy là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em cho em đỡ sa ngã. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vòng Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Cú Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Ở quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em là làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Vì cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Đấy là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Dạ. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đó. Từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Ừ. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu hoặc là em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình này cũng giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ôi, mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ.
Ôi rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Quê quê gọi bằng thím. Gọi bằng 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 thím. À, dạ. Thím. Nhưng rồi mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con đó là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nè thế con ngày đó. Đến khi nào thì tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai, một năm là mình phải về quê thăm gia đình thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu mà cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9 mà cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, mình thấy rất là ấn tượng, lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu gì hết, thích ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm. Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Cái lên nhà ăn uống dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ. Đến bữa cơm nên mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu? Mà ông vẫn mời ông ăn thật. Mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sau này học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm uống rượu, bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông phán. Dạ. Xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu và không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành lại như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi người một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm vậy? Đúng rồi, chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới, bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng mới về. Quýnh quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Dạ. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ mới bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc phải hơn một tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng con chơi. Lúc cái bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi, bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao mình nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy, tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là có rồi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao?
Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai anh gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết, con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần là có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội mình. Mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám cũng như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Tuần. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đó em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm, gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ phải tiêm thuốc giữ thai. Anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo, con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành việc học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vậy á. Nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp rồi thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm, biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà quay mặt vào tường đi ngủ. Con khóc bố đeo tai phone quay mặt vào tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới nghĩ á, chạy bắn sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về, vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á, nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưới không nhanh. Kỳ cỏ. Tắm dưới dưới nhanh. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây, rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua. Bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắn một cái, xong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại, đó thường thường con chửi. Con chửi như nào, con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á, dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè, cho bóp mông cái nè, rồi im đi. Tôi biết tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không mà khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tử thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ con thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một đó, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Mong là
là vợ thay đổi, chia sẻ vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính, nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc và lại trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng tự sẽ có chịu một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt, coi như là dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng, mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và hai đứa nha. Ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu, nên ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa, anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Mẹ ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối. Trong khách sạn cái anh tức giận, anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mắt, tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi, tại sao anh lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Không thì là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple of dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. I see she was a good person to be with me. I like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau, từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Yeah. The first kiss with her, where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie. And then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier. And then we talking, and then I asked if I could kiss her. And then we had the first kiss. It was one month later. The feeling, your kiss, how do you feel? I think if I should do earlier, first date, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person. And the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Con nó có nói là con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi như là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về, ở bên đó là sống chung với nhau rồi. Về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu nên ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smile, she offer help for them, what she could do, maybe cooking or something like that. And so they love it.
Bạn bè cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Với lại con cũng muốn là Paolo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy nó mất tiền, nó rất là đắt. Nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam, cái anh suy nghĩ sao anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Mẹ anh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nó vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ là Paolo phải lãng mạn và cầu hôn. Dạ, Paolo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel, I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. But mainly Brazilian people, they, the men, they try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là cái căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu dịch tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paolo rơi vào trầm cảm. Những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất, Paolo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paolo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con thôi cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paolo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Cái gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó. Thì em mới hiểu điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn rồi. Đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paolo năm nay về, tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống luôn, xong rồi nặng một hồi là quên. Xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã đầy bất thư trên mặt là sao. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Và bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do việc nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi, ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc nhìn sơ sơ thì không sao. Nhưng mà nếu mà chỉnh trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Còn gì nữa nè? Ngủ. Hay bị mộng du á, cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn và bị sốc luôn á, là tại vì lần hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh thức dậy anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Nhắm mắt, tại sao lại... mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong kêu anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Con vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Con đang nằm ngủ, anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ chỗ con sợ lắm. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ. Tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòm ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đó là đang ngủ mà. Nói là Paolo có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà chứ, nó rất là sợ. Bây giờ con mong Paolo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you let calm down more. Let jealous. Giờ tới Paolo đó. She loves to watch
Chinese and Korean TV shows and every day. Còn có gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together. So because of me, she couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khá ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu, cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Did you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng mà đứa con là đã có em bé chưa? Thì con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. You want to have baby? I want, yes. But if I already have my babies now. This year or next year? I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá, thì chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây, con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du á, mình có thể trị được, cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á. Khi mà anh mộng du là anh vẫn phải hoạt động trong cái giấc ngủ đó. Thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu. Cho nên là anh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho anh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc, nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Yeah, rồi, cảm ơn chị Duyên, cảm ơn Paulo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, yes. Em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á, thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Bạn bè chung thì là không có luôn. Thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy, thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy phải quen. Nhìn ra đó, đấy là bé mà mới gặp đó. Dạ, em cảm giác em bị gài á. Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Dạ, thí dụ một cái tính trẻ con đi. Ơi. Nhiều khi mà nằm cái meo meo meo. Meo meo meo. Mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Trời ơi, quen quá quen rồi. Hai gương mặt rất là quen thuộc với các bạn trẻ nghe. Thật sự không có nghĩ là sẽ gặp tụi em trực diện như thế này luôn á. Chắc có lẽ là quý vị khán giả khi mà gặp hai vợ chồng này bước lên sân khấu thì chúng ta đều nhận ra họ là ai rồi, phải không nào? Thế nhưng đến với chương trình này các bạn phải tuân theo một cái thủ tục, đó chính là giới thiệu về mình. Mời hai em. Em là Nghiêm Minh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Tên thường gọi trên mạng gọi em là Genesis. Em làm là YouTube, em làm video trên mạng này nọ. Em muốn gửi lời cảm ơn luôn và lời chào luôn cho hai anh chị và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Rất dễ thương. Em là quê em ở đâu cưng? Dạ, em đẻ ở Hải Phòng. Dạ, nhưng em sống bên Anh từ lúc em cỡ 7 tuổi. Em về đây là 23 tuổi về đây. 23 tháng học xong đại học là em về. Vậy hả? Hèn gì nó cái giọng lớn lớn. Em không có tự tin về cái tiếng Việt của em. Tiếng Anh của em giỏi hơn cả tiếng Việt. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Trời ơi, biết sao mà người đó mà đẹp dữ vậy trời. Cảm ơn. Em xin chào chị Vân và anh Quốc Thuận và tất cả các vị khán giả. Em là Phạm Thị Trang, năm nay em 18 tuổi. Còn công việc của em là KOL ạ. QL. Dạ. Dạ, mọi người hay biết đến em là Xoài Non ạ. Mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó chua chua mà đó. Nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là nhiều nước miếng. Nhắc tới đó là tự nhiên muốn muốn thì cũng có nhiều nước miếng luôn. Là coi như là một là lấy muối, hai là lấy cho nước mắm. Cái tên đấy chắc giới thiệu dễ hơn là cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Yipiu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, cái lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ PPU đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và nói chung là cứ phát lan vậy thôi. Nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài. Dạ, tại vì em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Sebastian. Cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi, bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi. Nani?
từ thời rất là lâu rồi. Dạ, thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật ấy. Dạ, thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em ở bên nước ngoài về đến đây. Trước khi em làm YouTuber thì em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu. Thời stream mà kiểu đỉnh cao của Việt Nam luôn là khoảng cỡ 100 người, khoảng cỡ 100 người xem là gọi là cao nhất Việt Nam rồi đó. Dạ, cái đấy là nhớ là 2012 à. Dạ. Đó, thì lúc đấy em có chơi game mà lúc mà em ở nhà thì em dùng cái tên này. Từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn. Cơ duyên nào mà em lại đi theo cái nghề mà em đang theo? Ở đó bên anh là em học, rồi khi mà lúc em học đó là em học theo chuyên ngành nào? Dạ, hồi trước mà em học là em học kiểu coding á. Dạ, nó là coding cho game. Thế là computer game design and story development. Vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho game á. Dạ, đó là cái môn mà em học ở đại học. Từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí. Bởi vì em bị cái là em ở nhà, em sống một mình từ trước đến giờ rồi. Nên vậy lúc ở nhà nó hơi buồn. Thì lúc mà em đa số em có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với. Đó là anh biết. Cái đấy một cái đam mê nhỏ nhỏ thôi, một cái hobby thôi. Thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn. Và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng khá là ok. Nhưng mà cái này em nói cái này làm rất là lâu để xây dựng cái đó. Thật ra là chị biết không, ban đầu là rất là ít người biết, nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của đó là 2014 đó, là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc đó, như tên em nè, tên Piu Piu nè, Vino Tống nè, và rất rất nhiều. Và trong Pháp TV đó cũng làm một cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám. Em gặp Trang như thế nào? Hôm đó là em đi một cái event, em được mời là khách mời, là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là YouTuber, giúp với YouTuber mới, mấy creator mới để biết từ nghề và nói chung tham gia. Đến đấy là em có gặp Trang. Hôm đấy em đến là Trang ngồi kiểu là kế bên phải của em, tách nhau ra cái chỗ hai đi xuống ấy. Thì em cũng có để ý rồi, vì vợ em nhìn rất là like, và em là 100% Việt nhưng mà nhìn cực kỳ like, thì cũng để lại ấn tượng với em. Nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà, thì em cũng chung nghe, em đâu dám nói gì đâu, giả bộ liếc thôi. Em chỉ nhìn thôi, em chỉ có nhìn thôi, nhưng mà không dám nói gì cả. Sau khi mà event xong, em thì bản thân em không tin về duyên nợ. Thường là em về là em không có kiểm tra trên Facebook, em làm social media nhiều mà. Thì em không có việc kiểm tra mấy cái ad friend hay cái gì đâu, bởi vì nó quá nhiều. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại xem em lại xem qua hết. Em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì là không có luôn, thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy. Thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy quen quen, nhìn ra đó đấy là bé mà mới gặp đó. Như vậy là Xoài Non là người chủ động ad fan anh trước. Dạ đúng vậy rồi. Thì tại sao lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game, em cũng theo ngành là muốn theo streamer. Lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn, thì lúc mà mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm, tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha, kìa về các bạn Facebook làm quen đi. Thì em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề, thì mới là về các bạn Facebook làm quen. Mới các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền, hai em có phải là cô bé ở sự kiện không? Chờ cái cơ hội này lâu lắm rồi đúng không? Đúng là ông thì mình cũng phải chủ động một tí. Phụ nữ đã áp mình rồi thì tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo. Đúng rồi. Không để cho người ta làm hoài, không được. Không được. Sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức quen nhau? Cũng khá là lâu luôn. Bởi vì lúc đó em mới 16 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, cái đấy là phải cũng thời gian đấy. Bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau, xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á, ngừng liên lạc á. Nhưng mà tức là một thời gian là ngừng liên lạc. Yeah, có đôi thời gian câu chuyện là như thế này, nó thật luôn. Cái hôm mà em lần trước em dẫn vợ em đi cho một cái date nào đi đó, đi ăn đi ha, thì lúc đấy bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả, em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi đó. Đủ tuổi rồi đó. Yeah. Nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đó em là em bị kiểu là
bị đơ em không biết cái gì luôn. Nhỏ quá, em còn phải kêu là cho anh xem chứng minh nhân dân được không đó, bởi vì thật sự là em không ngờ. Em nghĩ cái kèo này nó có đồ nó hơi chua rồi ạ. Đó bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy. Xong rồi sau đó nữa là vợ em, bởi vì lúc mới còn trẻ quá mà phải về đúng giờ, nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút. Đó, thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò là mình đi công việc đấy. Đó, thì em cũng hơi hoang mang, nó kêu ok mình lịch sử mà, kêu ok vậy cứ đi cho xong. Qua đấy thì tất nhiên nói chuyện với anh quản lý thì em cảm giác như em bị gài á. Kiểu là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha. Em kêu chết rồi, cái kèo này nó chua gì đó. Đó là xoay nó. Đúng rồi. Mình là mình tính cách khác, nhưng mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác. Cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này, với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó. Tức là đi mà không thông qua quản lý đó. Dạ. Trong thời gian mà em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi. Sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là sẽ về nhà chồng em, tại vì là hai đứa thì kiểu làm biếng đi ra ngoài, mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau. Thì là em hay qua với em chơi. Nhưng mà rồi gặp ảnh là có thích ảnh liền không? Dạ chắc là sau này mới thích. Sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè? Dạ khoảng tầm 2 tháng ạ. Tại vì sau lâu quá, 2 tháng là trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em, nhưng mà họ kiểu như là không thấy em kiểu lại á, thì họ kiểu họ đi. Còn chồng em thì vẫn là luôn bên cạnh em, kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh. Thì em cảm thấy là người đàn ông này kiểu rất là quan tâm em, không có như những gì mà người ta nói. Tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu lăng nhăng. Thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi rụt vô trong xíu, em không dám. Sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói thôi cho người ta mở lòng, đúng không? Dạ, mở lòng ra thì mới thấy là chồng mình được ngon, ngon đúng không? Như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau và em cầu hôn cổ đúng không? Mình em bắt đầu yêu nhau lúc khoảng lúc mà Trang cỡ 17 đúng không? 16 rưỡi đi. Tại vì lúc 16 là gặp nhau xong rồi 2-3 tháng sau mới thích. Lúc mà Trang cỡ khoảng 17 thì lúc đấy em cầu hôn và dự định là cưới cho năm sau luôn. Thì đúng năm sau là hôm mà ngày đám cưới đó, là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Em là đám cưới liền luôn. Khải liền luôn. Lắc xoay nó. Giờ là xài chính rồi đó. Đúng chưa? Anh không có nhiều chuyện. Nhưng anh rất tò mò, đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, cái nụ hôn đầu tiên đó, là em chủ động hay là cô ấy gợi ý? Bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều, thì cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn. Lúc mà trong mấy thời gian mà em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha, thì em nói thật luôn là em cực kỳ ngại. Bởi vì lúc đấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là không biết em giải thích như nào nữa, kiểu cu kít, kiểu là bất cần, kiểu lạnh lùng, khoảng 67 bây giờ kiểu đấy đó. Lúc đấy là em muốn gần gũi hơn, nhưng mà em không biết cách nào được. Mà kiểu là đi taxi trên đường về là em đưa vợ em về nhà. Em đi taxi trên đường về thôi em thấy nắm tay cũng khó, kiểu là vợ em này cứ kiểu đó, không hờ không có tay để nắm luôn, khó. Nhưng mà lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải, em như em là người chủ động. Thì như trên taxi. Chủ động ra ở đâu? Cái đấy như anh nhớ đúng là ở nhà em. Không, taxi mà. Taxi à? Ừ, taxi lúc mà đưa em về xong cây hôn lên môi. Hôn đâu? Hôn đâu? Lên môi. Em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè, kiểu em thì em một khái cài như thế này, xong cứ đưa dậy, xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy em thấy, xong em cũng dạ vợ em để tay em đây, xong rồi kiểu cũng ngại, xong rồi cũng sợ là em đánh, tại lúc em dữ lắm vậy mà em dữ mà, cái xong cũng sợ, xong rồi thôi là đặt lên đây, cái em mới đưa tay em đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng rón rén để đoán vậy á. Hiếu á thì là mỗi người là hoạt động trên social, trên social media là quá quen với những cái comment, những cái đàm tiếu của dư luận rồi, nhưng mà em thì em còn quá trẻ,
Dạ. Vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó? Lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi. Thì em cũng đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói mình rồi. Là khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó không còn là một vấn đề xa lạ gì nữa. Thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường mà em cũng kệ luôn, em cũng không quan tâm luôn ạ. Bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không? Dạ có. Mặt rất là mỹ mãn luôn á. Và ngày hôm nay nữa, khán giả khi mà xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng. Dạ. Đúng chưa? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Hai vợ chồng em lấy nhau từ tháng 11 ạ. Tháng 11, nay là mới có 4 tháng à. Son quá ha. Dạ. Như vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu. Thấy nhiều lắm rồi hả? Đến nhiều cái kỳ lắm. Đâu kể luôn nè. Không dám kể luôn nữa. Em còn rất là trẻ thì có nhiều cái tính. Con nít nó cũng rất là lộ ra ở nhà. Tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ, ngày bình thường, và em đứng ở chính giữa nhà nhảy múa, la hét, hát hò. Thì cái đó đâu phải tật xấu đâu, cái đó đáng yêu mà. Đáng yêu nhưng mà tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là. Không được kể những tính đáng yêu. Đúng rồi. Phải kể những tật xấu. Chương trình là bây giờ là mình phải kể tật xấu nè. Tật xấu và em bây giờ cái rõ ràng nhất mà em có thể nghĩ tới, cái ngủ nhiều. Và em là ngủ như là em bé mới đẻ. Vậy em bé mới đẻ. Như là em bé mới đẻ. Cháu em không ngủ nhiều như vợ em. Em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng. Và điều đấy thấp hơn. Mà có phải là ngày này qua ngày nọ không hay là không phải hàng ngày, nhưng mà có mấy khi nếu mà có thể được thì sẽ ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể được, đúng không? Công việc chính của em là làm về mạng xã hội á. Thì em sẽ dành thời gian cho buổi tối để làm việc, tại vì ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày sao á. Em không hợp với ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả, chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc, xong rồi xem này trả lời kia. Em làm hết trong buổi tối luôn, xong rồi ban ngày thì em đi ăn, đi uống, đi xem phim, đi ngủ. Nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa. Ví dụ như ăn uống nè, bề bộn được không nè? Có xấu ăn không nè? Ví dụ như đói bụng á, là dạ. Có hay la cọc, em không? Cọc quá. Tất cả gì anh mới nói như là tật của em không? Không là tật của em không. Vậy em có quyền rồi, là tới em đó. Em thực thú em rất là hay cành nhành. Tại vì em cực kỳ ghét ở bừa. Mà chồng em là quần áo đi đến đâu là quần áo tuột đó. Là bừa bộn nè. Dạ đó. Đúng rồi. Thứ hai nữa hay cáu ăn. Mà hay quạo lắm, mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ. Không được ăn á thì quạo xong rồi hả, nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á. Em có dở, em có gì không? Cũng đúng trạng thái à. Đang quạo nha, đang dịch ăn quạo đó. Ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con? Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Không, thí dụ một cái tính trẻ con đi. Ơi. Nhiều khi mà nằm cái meo 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 đi chơi cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á, cái em không chịu đi, cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè, đi mà thiếu vợ chồng đi không được, kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi, nhưng mà em không đi. Năm kế đó. Dạ, phải nghĩ năm kế. Anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em năn nỉ vợ em có thể tái hiện lại cho anh coi được không? Đây để em diễn tả, em rồi, diễn tả rồi. Nha. Vợ đi mà thiếu vợ vợ chồng đi không được. Mà em đang phơi đồ. Con đã phơi đồ à? Trời ơi đẹp vậy. Em là em ngồi em bị em ngồi xuống thì em sợ, em không ngồi đứng dậy nổi. Nhưng mà em ôm hai gối, em kêu kiểu là chấp chấp hai tay như này, và em kêu vợ không có vợ thì cũng nhịn nổi. Nó hơi khó làm một tí với mặt cái buồn. Ở chung với nhau thì cũng tính vợ mình như nào mình cũng vậy. Bây giờ người ta vẫn là cô bé mà chiều dữ không, nhõng nhẽo không, cũng phải có một chút gì đó gọi là nhìn, một cái gì đó gọi là nhường nhịn. Nhường nhịn mà nhẫn nhịn luôn không? Cô Mai chu lè chu lét á, có như là sao không có đâu. Em rất hiểu chuyện luôn. Em hiền lắm. Em kiểu như khi em nhõng nhẽo thì dám hỏi, thì hai vợ chồng có về ở chung với nhau thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu như là không cãi nhau luôn á, chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi tiếng hai tiếng đi về lại hòa. Hai đứa có ý định là bao giờ mới có em bé không? Bọn em đang
cố đang thả luôn đó. Dạ đang luôn. Ồ vậy hả? Là coi như là bé mới 18 luôn cho có con luôn. Dạ. Dạ thật ra em cũng thích cái em bé đâu, tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á. Ở nhà có một cái bạn nào mà em cưng chiều không? Dạ nhà em có nuôi một bé Cory ạ. Cory đúng không? Dạ. Trời chắc cưng lắm đúng không? Dạ cưng nhất nhà đúng không? Cưng nhất nhà cưng hơn ảnh không? Dạ cưng hơn. Mà hai vợ chồng đều cưng hả? Dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó. Thì chồng em kiểu như bảo là sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà thì là chụp hình gia đình, thì đó là một gia đình đẹp. Và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì? Có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy? Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn và em thay đổi gì cả, trừ cái đấy là cái tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là như nó mình yêu người này, mình thương người này, mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà khiến mình như đó quyết định là mình sẽ cưới người này. Kêu là thay đổi gì đó thì em không bao giờ muốn. À, cứ để nguyên. Dạ, nếu mà em tự thay đổi đi thì cái tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ. Chính xác. Còn này và em hay không? Dạ. Còn em thì sao? Dạ thì em cũng vậy, tại vì em không ép ông thay đổi, nhưng mà nếu mà ông thay đổi được tốt tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em ạ. Em thấy sống cũng hợp cả với em. Hợp cả. Thực sự là chị rất là thích cái nét đẹp của bạn này. Dạ, lắm. Cảm ơn. Xinh thiệt là xinh vậy đó. Dạ. Cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em gọi là đóng một cái bộ phim và thậm chí nha, bé này cũng hợp mà Semisit cũng hợp luôn nữa. Đó phim thì, như Semisit. Em thì hơi già rồi. Không, cái mặt em cũng có thể đóng phim được đó. Trước thì em cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà để em nói chuyện với kiểu bạn bè, nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được, nhưng mà để đẩy lên kiểu TV cái này nọ với cả show mà kiểu cách nói chuyện á, em không có quen thuộc. Em nghe em hay bị rối. Tại vì em không học tiếng Việt. Chị chúc tụi em á là hạnh phúc nè. Anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì là anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng ở trên TV. Trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha. Chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ là hiện thực. Đó là em sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Là chúc có baby luôn á hả? Chúc có em bé luôn rồi.